Rồi, Thất Sơn xin chào tất cả bà con ha. Thì bữa nay Thất Sơn chia sẻ lại cái Thất Sơn bón phân lót cho lúa OM18 vụ hè thu. Đây là đất 3 vụ đồng Thất Sơn bà con ơi. Nó xả chảy rồi bữa nay 12 rồi. Bữa nay 12 tháng 4 âm lịch là 12 tháng 5 dương lịch. Thì mới xả nè, chúng ta đã xả hết rồi. Đây là đất 3 vụ nên làm chảy ha. Thì lúa này xả được 36 tiếng rồi đó bà con. Chiều này giờ này là 36 tiếng rồi. Thì thấy nó cũng nứt manh nè. Còn thấy nó cũng nước lên, nó cũng chăm chăm nè ha. Thì đây Thất Sơn có xử lý giống bà con, và thằng gaucho của sản phẩm Ba Gia trộn giống với thêm thẻ cơm cát nữa. Thì đây hai công cắt thì Thất Sơn xả, nó tính nha, công điền là Thất Sơn xả một công 20 kg á, công điền 20 kg giống á đó. Tại vì cái vụ này nó mưa mưa gió nhiều, mình xả dày dày một chút ha, đừng trừ hao có lỡ nó có chết gì cũng có mạ cấy đó, với ốc dữ lắm, mưa ốc dữ lắm ha. Thì đây xử lý ốc rồi, hiện nay giải lót kết hợp kèm thuốc ốc luôn. Nói chung là giống mà có trộn gu chô vô thì nó gắt mạnh, gu chô thì nó hạn chế bù lạch bò chỉ đó. Rồi đây Thất Sơn giải lót hai công này có con thúng nào con ơi, là có 10 kg à, chạy ra công cắt 5 kg à, công điền chưa được nữa, công điền khoảng 3,5 kg à. Nó thì bữa hổm ở dưới dân giáo Thất Sơn cũng bón lót công cắt cũng 5 kg à, mà nó Thất Sơn tính ra một vụ là chỉ được có một công điền là 28 tổng luôn, một vụ là khoảng 28 kg hết con, nó 30 cũng chưa tới 30 nữa. Tại vì ở đây là bón lót nè, bón lót từ 1 đến 3 đêm, công cắt 1.300 m² là 5 kg UG Phú Mỹ nó, rồi cứ một cứ 7 ngày đến 10 ngày, từ 10 ngày 10 ngày là cứ một là bón 5 kg UG nữa cho 1.000 m² nữa, đó là cũng như chạy ra mới có 8 kg à. Rồi cứ hai 1.000 m² 10 kg, rồi cứ ba là 1.000 m² 10 kg, nữa là hai có 28 kg, là tổng luôn là có 28 kg vụ cho 1.000 m² á. Thì Thất Sơn làm vậy đó, thì vụ này thì bà con mình theo dõi coi nó có đạt năng suất không, cho Thất Sơn thấy trước là năng suất thì cũng vậy đó. Tại vì cái vụ hè thu mưa gió mà mình đâu có sợ đâu đó. Vụ đông xuân nắng mà bị muối hành nữa, mà không có nước phân, không có đi phân, một số bà con bỏ luôn mà lúa còn trúng nữa. Vụ hè thu này khỏi lên đi ba cửa phân là cũng ngon rồi ha. Đây Thất Sơn đi áp dụng đi ba cửa phân coi nó sao, rồi Thất Sơn nhắm cái tình hình rồi tới vụ đông xuân, tới vụ thu đông thì Thất Sơn cũng đi ba cửa phân luôn, và tới vụ thu đông thì Thất Sơn cũng sẽ rút kinh nghiệm ra là đi ba cửa phân nữa, dẫn tiết kiệm phân cho bà con từ 25-30 kg trên 1.000 m² ha, tổng vụ ha, thì cho bà con mình xem đó. Và Thất Sơn rút được một cái là cách xịt cho lúa nó vô gạo nữa bà con ơi, chỉ cần xịt hai cử thôi là đạt năng suất rồi, xịt hai cử vô gạo thôi. Thì để điều này Đất Sơn làm tới đâu Đất Sơn chia sẻ cho bà con tới đó ha. Đó thì giờ Đất Sơn tiến hành gãi trộn vô một thẻ thuốc ốc rồi nữa, nói chung nó là Đất Sơn xịt ba bình thuốc ốc rồi đó. Đất mình thì hết ốc bà con ơi, mà ốc biết bay, nói chung bà con mình làm thì làm lúa cũng biết ở xung quanh bốn phía mà, biết người nào thật người nào ấy đâu. Đất người ta xử lý ốc người đỡ, người đất không xử lý ốc nhầm người ta bắt, ta bỏ bọc nhầm người, ốc bay nữa, nó bay qua bay lại lớp, nhiều khi lấy chuyền nè rồi nó lên đó bà con ơi. Với mà cái này lấy chuyền thì rất sớm sợ đâu, sợ mưa nè, đài kêu là ngày mai là bắt đầu gió mùa tây nam hoạt động trở lại thì bắt đầu sẽ có mưa nữa rồi. Nó thì bữa nay Thất Sơn bắn lót này đừng cho nó ngấm xuống, lỡ có mưa gì đó đừng nó giọt lên luôn ha, mà người ốc luôn, khi có mưa thì ốc bò lên thì ăn lụm luôn ha, cho nó đỡ ha. Thì Thất Sơn chia sẻ cho con, đây là bón lót ha, bón lót 1.300 m² có 5 kg gây Phú Mỹ thôi, rồi cứ một mới bón 5 kg nữa, bón tiết kiệm nhưng mà Thất Sơn thấy hiệu quả ha. Ở dưới vài bữa nó bón thứ hai rồi chia sẻ cho bà con mình xem. Rồi xin chào bà con.